Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc xe tập chạy, tập lái, vừa đi và vừa đẩy, và đặc biệt không được đi tán gái. Trước khi em review chiếc xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Chúc cho đại gia đình yêu thương của mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ và một ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc bên gia đình của mình. Chiếc xe màn hình thì con xe này em bán cho anh chị và cô chú với giá thành là 35 triệu đồng. 35 triệu đồng cho một chiếc xe tên em nói là Kia Pride, sản xuất năm 1995, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực, kính bấm, đồng sơn si, nội thất nói chung là không đẹp lộng lẫy, không đẹp len keng và cũng không đẹp len spec, nói chung cũ mục rách nát nhưng vẫn còn xài được. Em nó đang đeo bảng số là 81L2349. Con xe này thì em mới vừa cho làm trợ lực nha. Dòng xe này thì em nó không có trợ lực lái, em mới cho cái trợ lực đây, và cũng mới vừa dọn bảo trì bảo dưỡng lại tất cả rồi đó. Đánh bát đánh biết đều lên tem tiết đồ ok ngon lành cành đào. Với một số tiền chỉ có 35 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc xe tập chạy tập lái này. Nước sơn bề ngoài thì không đẹp, nói chung là sạch sẽ thôi anh chị ha. Đó, một số tiền thì 35 triệu thì nước sơn sạch sẽ thôi, không có lộng lẫy, không có len keng và cũng không có len sven đâu ha. Đăng kiểm thì 6 tháng một lần, hiện tại thì đăng kiểm đang còn tới tháng 2 năm 2023. Và đặc biệt con xe này thì dung tích xi lanh của em nó là 1.1 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là chỉ 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Và bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra một chút xíu về hệ thống gầm, máy và nội thất của em nó. Bước vào bên trong hệ thống nội thất thì em nó mang một lớp dàn ghế nỉ rất là xịn sò nha anh chị nha. Đây, cùi thôi, cũng một lít nát thôi mà có dàn ghế nỉ như vậy là quá đẹp rồi anh chị. Đây, ghế nỉ rất là ok quý anh chị. Đấy, trần bọng thì trần da. Xe thì số sàn 5 cấp, tay lái trợ lực nha anh chị nha. Xe này em mới cấy trợ lực xong nha, hôm bữa là nó không có trợ lực đâu. Đây, cấy trợ lực bán cho anh chị với giá thành vẫn là 35 triệu luôn. Tắp bi lúp lô đây anh chị. Đây, sạch sẽ thôi. Xe này là hai kính đằng trước là hai kính bấm, hai kính đằng sau là hai kính quay tay nha anh chị ha. Xe này thì không có cần coi sùng chỉ, kêu chỉ làm gì anh chị. Coi chỉ mất thời gian tập chạy tập lái mà. Bàn đạp, chân cột chân ga thì cũng đã được vô một cái gọi là cái bộ mà để mình cho to để giảm cho nó ok anh chị ha. Cửa nẻo thì đóng rất là ok, và đặc biệt con xe này máy lạnh cực kỳ sâu. Đây anh chị thấy nè, xe này 4 kính chỉnh điện luôn vậy. Xe này lên được 4 kính chỉnh điện luôn mới ghê chứ nè. 4 kính chỉnh điện luôn, cái chỗ này là tháo luôn rồi. Ở chỗ trước người ta lên 4 kính chỉnh điện luôn mà nãy em không có để ý. Tắp bi tắp lô này vậy thôi, sạch sẽ thôi. Nội thất thì cái chỗ này có te tua tàn tạ lủng lỗ này, chắc ông nào hút thuốc nè. Cái này dấu này là dấu hút thuốc chắc luôn nè. Đó, lủng lỗ. Nói chung nội thất thì sạch sẽ anh chị, ghế nỉ. Đó, anh chị nào lấy em vệ sinh lại cho. Xe mới vừa bỏ hôm qua, mấy anh em mới vừa cấy trợ lực vô xong. Đó, trần bọng. Sàn bọng thì tấm màu lớp sàn chấm trơn trượt. Cửa nẻo thì nói chung là đóng cũng khá là kích này ha. Dòng đời tống thì phải đóng bằng mặt tay đi xin anh chị. Đó, vỏ bánh của em nó thì cũng còn được coi như là 40-50% anh chị ha. Đó, em nó có một gắn với một bộ trục mâm rất là đẹp ha, lên một bộ tem, một cái form dáng thì nhìn cũng rất là xinh xắn anh chị ha. Đó, quý anh chị của chú nào tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng ha, rất khá là ok. Đèn bọng rất sáng. Đây, đằng sau này tối này có cái tem phản quang anh chị, soi đèn vô là nó phản quang lại rất là đẹp anh chị ha. Đẹp, nó vừa đẹp mà nó vừa an toàn nữa. Ví dụ như mình đang đầu quá tối, mình đầu cho tối á, là cái xe khác người ta soi vô là người ta tự thấy cái phản quang là biết là có một cái vật cản nằm ở đó. Đó anh chị thấy không? Xe thì cũng được dán phim cách nhiệt rồi nha anh chị. Xe này 4 kính bấm luôn mới ghê chứ. Chẳng bù với con xe công vụ của em, kính quay tay. Tắp bi tắp lô sạch sẽ. Anh chị thấy không? Rồi bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra một chút xíu về hệ thống dàn khoang cầm của em nó ha. Gầm bệ con xe này thì cũng còn khá là ok nha anh chị. Đây chiếc sườn màn hình quý chị thấy. Gầm bệ cũng còn rất cứng cáp anh chị ha. Mục mọt thì có chứ nói chung là vẫn còn xài được. Anh chị thấy không? Đó, lường liếc luôn là cành đào không? Ok chưa anh chị? Đấy, quá đẹp. Nhìn thấy không? Vẫn ngon lành cành đào. Quá đẹp cho một chiếc xe 35 triệu đồng, thích hợp cho cô chú anh chị lấy và tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng ha, đặc biệt là đừng đi tán gái ha. Xe này tập lái thôi nha.
đó, một cái form dáng của chiếc Kia Bride. Và bây giờ mời cô chú anh chị theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống khoang máy của em nó. Đến luôn dàn gầm bên này luôn đi. Đây, dàn gầm bên này cho anh chị xem luôn, dàn gầm bên tài. Đó, anh chị thấy không? Ok cho anh chị. Đây. Xe này bộ đèn rất là sáng. Tí xíu bây giờ em nổ máy em bật bộ đèn cho anh chị xem. Bộ đèn nhìn hơi bị đẹp. Đây. Bước vào hệ thống bên trong thì xe thì đơn giản một mạc thôi. Tay lái hôm nay làm cái trợ lực rồi. Ok rồi anh chị cứ an tâm, không có gì suy nghĩ hết. Rất nhẹ. Mặt bàn thờ rất sáng. Xe máy lạnh bao anh chị luôn nha. Máy lạnh là cực kỳ bao luôn. Rồi, hết bình luôn rồi. Cái bình này là nó bị chắc cả bao luôn rồi chứ không phải là nó hết nha anh chị. Anh chị lấy em thay cái bình khác cho nha. Bình này là nó chắc cả bao luôn rồi. Mà mở giùm anh cái nắp capo lấy cái kẹp bình kích đi. Có công sạc quá. Cái bình này là nó bị hư luôn rồi. Anh chị lấy đi, em thay cái bình khác cho. Sạc từ để từ hôm qua tới giờ luôn mà nó không cầm điện. Đỡ cây lên nhanh đi. Lấy cái nhà kích vô. Bình sạc từ hôm qua tới giờ luôn mà không cầm một miếng điện nào hết. Đó, 35 triệu đồng luôn anh chị lấy đi. Em thay cái bình khác cho. Đưa vô anh. Cộng đây đây. Diễn cái này cho anh nha. Cộng nữa nè. Đây là giờ cái dấu cộng này. Trừ vô luôn. Đó, anh chị lấy đi em thay cái bình khác cho. Vô nổ máy với mình cái. Thôi để nó. Đây. Đây, tay lái trợ lực anh chị ha. Đấy, mới cái trợ lực vô nhẹ không anh chị? Đấy, hôm nay là bao nhẹ luôn. Vẫn 35 triệu đồng. Đấy, tặng cho anh chị bộ trợ lực cho nó vui. Kính bấm rất ok anh chị ha. Đấy, ngon lành cành đào chưa anh chị ha. Nè. Chân châu nhẹ, số sàn 5 cấp, con số 123456R. Rất ok. Hôm nay em nó vô trợ lực rồi. Là bao chạy luôn. Cái bình này nó hết thì em sẽ thay cho anh chị một cái bình ha. Cái bình này nó đi chắc cà bao, nó đi vô bên tút rồi. Bình này nó tèo, em sạc thì sáng giờ để nó tèo, giờ phải câu. Với dung tích xy lanh là 1.1 thì độ tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Máy móc rất khô ráo và sạch sẽ nha cô chú và anh chị thấy không? Đây, máy rất là ok ha. Thấy không? Máy này bao anh chị chạy từ Nam Bắc, từ Bắc vô Nam, một ngày chạy 100-200 cây số là bình thường nha cô chú anh chị. Máy rất khô ráo và sạch sẽ. Đó, với giá thành là 35 triệu đồng thôi, quý chị cô chú xin sổ này chiếc xe Kia Bride sản xuất năm 1995 này. Đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái, trợ lực, kính bấm, đồng sơn si, nội thất sạch sẽ ha. Đèn bọng rất là sáng nha cô chú và anh chị, rất là sáng. Đó, gầm bề ok, đăng kiểm còn dài. Đó, anh chị nào lấy về thích hợp tập chạy tập lái thì rất khá là ok. Bình hư thì bên em sẽ thay cho một cái bình mới. Đó, anh chị có chú nào yêu quý con xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Xe này thì anh chị khỏi suy nghĩ, mới cấy trợ lực điện vô rồi, giờ nhẹ lắm đấy, bao nhẹ luôn, đứng chỗ lắc luôn vậy ha. Xoay nè, ok chưa? Đó, hôm bữa là nó không có trợ lực đâu, hôm nay cấy trợ lực điện vô là báo anh chị chạy luôn đấy. Máy lạnh sâu phà ha, kính bấm ngon lành cành đào. Đó, để coi cái kính ở đằng sau này coi nó bấm được hả, được không? Vâng, tiếp tục chương trình mình lại vui chơi có thưởng dành cho khách hàng nào may mắn khi xem tới đoạn video này. Ô tô do anh xin gửi khách hàng may mắn một cái kẹt Mobi trị giá là 50k. Quý anh chị cô chú nào nhanh tay thì nạp cái kẹt này 50k và để lại comment ở bên dưới giúp em nhé. Vâng, xe này bên em bán bao chạy, bao gầm, bao máy và bao quay đầu nha quý anh chị. Bấm rất là ok nha anh chị nha. Đấy, ngon lành cành đào luôn. Đó, với một số tiền chỉ có 35 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe Kia Bride sản xuất năm 1995, đăng ký 5 chỗ ngồi này. Quý anh chị cô chú nào yêu quý con xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì hãy khích lệ tinh thần cho một like trong buổi chiều ngày hôm nay. Và em cũng có một cái kênh là ô tô cũ Duy Anh Ba. Quý anh chị cô chú nào yêu quý em thì hãy qua cái kênh mới của em, khích lệ tinh thần cho em một lượt đăng ký và một lượt subscribe nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn nha.